Càng xa Bows, ta càng thấy yêu Bows. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ hát một cái bài karaoke ở trên một cái lo Bows X1 Pro và cùng với cái micro sua bình thường nữa nha các bạn, một cái phân khúc rất là bình dân thôi. Đây, SM58 rồi, không qua một cái mixer hay không qua một cái thiết bị gì đó, chỉ sử dụng cái vợt và cái echo ở trong cái tích hợp sẵn trong cái lo Bose X1 Pro luôn nha. Bây giờ bài hát một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc được mang tên là, để mình sẽ kết nối Bluetooth vô, ca khúc được mang tên Điều Giản Dị, có nghĩa là mình chỉ đầu tư cái mức giá giản dị thôi và mình cũng hát điều giản dị cho các bạn nghe luôn nha. Nhỏ nhưng mà có võ nha mọi người. Đúng rồi, nhỏ mà có võ. Cái điều quan trọng ở đây nữa đó là tại sao mọi người lại chọn một cái lo kéo kéo ở ngoài mà mọi người không chọn một cái lo nó đơn giản như vậy, nó gọn nhẹ như vậy mà nó có thể có cái âm thanh rất là hay. Khi mình hát ra cái âm thanh nó ngọt ngào á thì mình sẽ đỡ bị nói hơn, các bạn có hiểu không? Còn mình hát lo kéo kéo nó đinh tai nhức óc lắm, bị phạt đó nha. Rồi ca khúc mang tên Điều Giản Dị. Rồi. 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 Rồi.